Chào mừng quý vị đã tiếp tục đến với bản tin của FBNC. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức phát đi thông báo mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần hiện hữu của Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu GP Bank. Quyết định cũng có hiệu lực ngay trong hôm nay, ngày 7 tháng 7. Với quyết định mua lại bắt buộc toàn bộ cổ phần của GP Bank với giá 0 đồng một cổ phần, Ngân hàng Nhà nước chính thức trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của GP Bank, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu. Ngân hàng Nhà nước khẳng định toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại GP Bank được đảm bảo theo quy định của pháp luật. Sau khi mua lại, Vietinbank được chỉ định tham gia quản trị, điều hành GP Bank. Như vậy, cho đến nay, GP Bank là trường hợp thứ 3 được mua lại với giá 0 đồng sau Ngân hàng Xây dựng VNCB và Ngân hàng Đại dương Ocean Bank. Quyết định mua lại GP Bank được đưa ra sau 3 lần ngân hàng này tổ chức đại hội cổ đông bất thành và không thể thông qua được phương án tăng vốn điều lệ. Ngân hàng Nhà nước cho biết từ năm 2012, thanh tra cơ quan này đã phát hiện nhiều yếu kém, rủi ro trong hoạt động của GP Bank. Ngân hàng thua lỗ trong kinh doanh, âm vốn chủ sở hữu, quản trị và điều hành kém hiệu quả. Thưa quý vị, ngay sau khi thành phố Hà Nội nêu tên 23 doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất, thì mới đây, cơ quan thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã công khai danh tính 21 doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất. Theo danh sách công bố của thành phố Hồ Chí Minh, trong số 21 doanh nghiệp dẫn đầu danh sách nợ thuế lớn nhất, có đến gần 40% là các đơn vị trong ngành xây dựng. Tiếp đó là các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, tổng số nợ nhóm doanh nghiệp này lên đến gần 300 tỷ đồng. Trong đó, công ty nợ nhiều nhất là đầu tư và xây dựng Lâm Viên, chiếm hơn 1/3 tổng số nợ thuế của 21 đơn vị trên. Có 5 doanh nghiệp nợ thuế với con số hàng chục tỷ đồng, còn lại phổ biến là các doanh nghiệp nợ thuế từ 2 đến gần 10 tỷ đồng. Theo Cục Thống kê Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, đây mới chỉ là danh sách đầu tiên. Những doanh nghiệp, những tổ chức khác nếu chậm hoàn thành nghĩa vụ thuế cũng sẽ bị công khai danh tính. Ngay trước đó, vào sáng hôm 6 tháng 7, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã công bố tên 23 doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất với tổng số nợ hơn 1.200 tỷ đồng. Xin chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị. Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào năm học mới, năm học 2015 và 2016. Hiện tại, các trường học đang ráo riết chuẩn bị cho việc đón học sinh đầu cấp. Bên cạnh đó, 56 trường tại thành phố Hồ Chí Minh còn đang chuẩn bị để khai giảng chương trình học mới vốn nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Đó là chương trình tiếng Anh tích hợp cho 3 môn học toán, tiếng Anh và khoa học, với nhu cầu tiếp cận chuẩn giảng dạy quốc tế của đông đảo phụ huynh học sinh. Liệu chương trình này có thành công và mang lại hiệu quả như mong muốn hay không? Các trường đang chuẩn bị như thế nào cho chương trình mới này? Chúng tôi đã có một số ghi nhận ngay sau đây. Đây là một lớp học môn khoa học tại trường tiểu học Minh Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Lớp học này nằm trong chương trình tiếng Anh tích hợp mà Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tại 56 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong thành phố. Mỗi lớp học như thế này không quá 30 em học sinh. Mỗi tuần, các em được học 8 tiết với giáo viên người nước ngoài. Chương trình học được cân đối giữa chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình do EMG Education, một tổ chức giáo dục cung cấp, dựa trên nền tảng của giáo dục Anh quốc. Ngoài việc học ngoại ngữ, các em còn được học toán và khoa học bằng tiếng Anh. Chương trình học chú trọng yếu tố thực hành, kích thích khả năng tìm tòi, óc sáng tạo và tự học của các em học sinh. Để thí điểm và thăm dò ý kiến của phụ huynh học sinh, 18 trường tiểu học và trung học cơ sở đã tổ chức chương trình ngay từ học kỳ 2 năm học 2014-2015. Bước đầu, các trường đánh giá tốt về chất lượng học tập của các em học sinh tham gia chương trình. Ông Bùi Di Phương là hiệu trưởng trường tiểu học Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, một trong các trường triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp từ học kỳ 2 này. Mới chỉ có một kỳ tham gia thôi, nhưng mà các em có khả năng phát âm rất là chuẩn. Cái khả năng phản xạ giao tiếp của các em với người nước ngoài hết sức là tự tin. Chúng tôi thấy là các em học sinh hết sức là phấn khởi, rất là thích thú và dường như là các em mong chờ đến cái tiết học này. Vì các cái phương pháp giảng dạy của các thầy cô giáo ở người nước ngoài á, nó rất là kích thích, hấp dẫn các em học sinh. Và các cái phương pháp hết sức là dễ hiểu và sinh động, giúp cho các em học sinh có thể tiếp thu tốt các kiến thức. Qua tiếp xúc với các phụ huynh có con em tham gia chương trình, các trường cũng ghi nhận phản hồi tích cực. Thay vì gửi con em vào các trung tâm Anh ngữ, nay với chương trình tích hợp này, phụ huynh được thuận tiện hơn trong việc đưa đón. Các em cũng có cơ hội để học tập và vui chơi. Khi tham gia, cho các em tham gia cái chương trình này đó, thì phụ huynh cảm thấy là họ rất là thuận tiện trong việc đưa đón các em học sinh. Vì chương trình này được tích hợp nội dung vào trong cái chương trình giảng dạy chính khóa của các em trong tuần. Do đó phụ huynh không phải mất thời gian
để đưa đón con em mình tham gia vào các khóa học bên ngoài vào những ngày thứ bảy chủ nhật. Và điều này cũng góp phần làm giảm áp lực học tập cho các em học sinh, và các em học sinh cũng có thêm thời gian để mà thư giãn, tham gia vào các cái hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, rèn luyện thể chất của các em trong những ngày cuối tuần. Hơn hết, điều mà các phụ huynh quan tâm nhất là chất lượng chương trình giảng dạy và đội ngũ giáo viên đứng lớp. Like many other sort of pioneering education practices, cũng như nhiều chương trình giáo dục tiên phong khác, chúng tôi kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, với mấu chốt là phương pháp tích hợp nội dung và ngôn ngữ CLIL. Về đội ngũ giảng dạy, chúng tôi có một quy trình tuyển dụng chặt chẽ, theo sau đó là quá trình tập huấn chuyên sâu. Trong suốt quá trình giảng dạy, giáo viên thường xuyên được kiểm tra, giám sát về chất lượng với một quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt. Giáo viên thường xuyên được huấn luyện nâng cao với những gói tập huấn, bồi dưỡng để hoàn thiện kỹ năng đứng lớp và chất lượng giảng dạy. Thời điểm này, các trường đang ráo riết tập trung cho công tác trang bị cơ sở vật chất, đào tạo nội bộ và phổ biến chương trình đến phụ huynh học sinh. Chúng tôi đang trong cái giai đoạn tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2015-2016. Thì chúng tôi thấy là phụ huynh hết sức quan tâm về cái chương trình này. Rất nhiều phụ huynh đến nhà trường để tìm hiểu về chương trình này. Và chúng tôi cũng đã tổ chức tư vấn cho phụ huynh học sinh về nội dung về chương trình, về học phí, cũng như là các cái thuận lợi khi các em tham gia chương trình này. Thì nhà trường cũng đã chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên để nhằm để mở thêm cái lớp Anh văn tích hợp cho năm học mới. Về cái thuận lợi thì đa số là phụ huynh học sinh ta cũng rất là thích cái chương trình này. Ông Lê Thanh Hải, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một trong những công tác quan trọng là truyền thông. Phòng giáo dục rất là quan tâm về cái công tác truyền thông đến làm sao đến cho đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ thầy cô giáo và đặc biệt đến với phụ huynh học sinh phải hiểu rõ được cái chương trình Anh văn tích hợp với cái năm học sắp tới 2015-16. Thì với phía quận 5 thì chúng tôi đã chọn lựa được 6 trường tiểu học và tham gia chương trình này, như là Bào Sen, Minh Đạo, Chính Nghĩa, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Đình Chinh và Trần Bình Trọng. Song song đó thì bậc học trung học cơ sở chúng tôi cũng đã chọn lựa trường Hồng Bàng và Kim Đồng là hai trường có thể là đón tiếp các em học sinh về thực hiện chương trình tích hợp ở bậc trung học cơ sở. Giúp con em tiếp cận ngoại ngữ và chương trình giảng dạy của thế giới là nhu cầu rất lớn từ phía các bậc phụ huynh, với nhiều lợi ích cung cấp cho các em, đặc biệt là được tích hợp vào chính khóa. Chương trình tiếng Anh tích hợp được đánh giá là có tiềm năng thành công cao, vấn đề chỉ còn là chi phí. Với mức học phí hơn 3 triệu đồng một tháng, nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn khá cao. Phản hồi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định, trong thời gian tới, song song với việc thực hiện chương trình, Sở sẽ phối hợp với đơn vị thực hiện đào tạo giáo viên người Việt đủ khả năng đứng lớp để thay thế dần nhằm giúp giảm chi phí cho phụ huynh. Và sau đây là thông tin của thị trường chứng khoán. Chứng khoán hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 7. Với lực đỡ từ các cổ phiếu Blue Chips, VN Index đã tiếp tục chinh phục được mốc 630 điểm, thanh khoản thị trường đang có xu hướng gia tăng. Chỉ số VN Index dao động giằng co vào thời điểm đầu phiên giao dịch, các mã vốn hóa lớn như Masan, Gas, VCB của Vietcombank đồng loạt giảm giá. Tuy nhiên, sau đó sắc xanh thể hiện rõ nét hơn nhờ vào sức bật mạnh từ nhóm ngành bảo hiểm, trong đó BVH của Bảo Việt đạt kịch trần, thanh khoản gia tăng với lực bán gia tăng, bên cạnh khối lượng mua vào cũng không hề ít. Bước sang phiên chiều, VN Index tăng tốc mạnh hơn với xu thế tăng trở lại của các cổ phiếu blue chip như DBM của Đạm Phú Mỹ hay HPG của Hòa Phát. Ngoài ra, các mã ngân hàng gồm CTG của Công Thương hay BID của BIDV cũng hỗ trợ tích cực cho thị trường. Hoạt động giao dịch diễn ra sôi động với tâm lý sẵn sàng giải ngân của nhà đầu tư. Khép phiên, VN Index tiếp tục chinh phục mốc 630 điểm, thanh khoản đạt hơn 3.100 tỷ đồng, ứng với trên 175 triệu đơn vị. Chỉ số HN Index giảm điểm vào đầu phiên trước áp lực bán gia tăng của nhà đầu tư. Dòng cổ phiếu chứng khoán và dầu khí chuyển sang đỏ khiến cho thị trường khó giữ được đà tăng. Về cuối phiên, chỉ số đảo chiều giảm hẳn mặc cho cổ phiếu ngân hàng ACB vẫn duy trì mức tăng. Chốt phiên, HN Index giảm nhẹ về mốc 89,44 điểm, khối lượng giao dịch đạt trên 58 triệu đơn vị, ứng với hơn 760 tỷ đồng. Thưa quý vị, một thông tin khác cũng liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. Sau vòng thi đầu tiên với hơn 1.000 sinh viên từ các trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, Đại học Hoa Sen đã giành giải nhất trong vòng chung kết cuộc thi tài năng chứng khoán diễn ra đêm qua 6 tháng 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
vượt qua 4 nhóm xuất sắc là Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Tài chính Marketing và Đại học Tôn Đức Thắng. Đội thi trường Đại học Hoa Sen đã giành giải nhất trong đêm chung kết cuộc thi tài năng chứng khoán dành cho sinh viên diễn ra vào tối ngày 6 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Lê Nhị Năng, vụ trưởng trưởng cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi là một phần hoạt động đánh dấu 15 năm thành lập thị trường chứng khoán Việt Nam, nhằm bắt đầu tìm kiếm những tài năng trong lĩnh vực chứng khoán ngay từ khi còn trên giảng đường. Thực sự ra cuộc thi này chúng tôi cũng có 3 chặng. Là một cái chặng đầu là chặng thi hỏi đáp nhanh, và chặng thứ hai là chặng đối đầu, và chặng thứ ba là về đích. Thì cái chặng gây cấn nhất là tôi nghĩ là cái chặng thứ ba là chặng về xử lý tình huống. Chúng tôi sẽ đặt ra những cái tình huống cụ thể mà thực tế có giao dịch ở trên thị trường, để qua đó các sinh viên xử lý tình huống và thử xem cái độ nhạy và cái khả năng giải quyết vấn đề của sinh viên như thế nào, để qua đó đánh giá được cái trình độ khả năng của sinh viên. Và cũng qua cái cuộc thi này thì tôi đánh giá là trình độ của các sinh viên, tại vì đã thi ở vòng 1 rồi, và qua cái chặng 1 thì cũng đánh giá là các sinh viên, mặc dù có những sinh viên là không thuộc khối ngành kinh tế tài chính, nhưng mà họ tham gia rất hồ hởi và kiến thức của họ cũng rất rộng. 50 sinh viên xuất sắc nhất cuộc thi cũng sẽ được chọn để tham gia thực tập ngay tại công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội. Cuộc thi đã được phát động từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 năm 2015 với sự tham gia của hơn 1.000 sinh viên từ các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trong đó, hội đồng giám khảo chung kết gồm các đại diện từ Trung tâm Nghiên cứu và Đầu tư Chứng khoán, Báo Đầu tư, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Quân đội, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital. Vừa rồi là những thông tin nổi bật trong nước, tiếp theo sau là những thông tin nổi bật của thế giới. Một người vô gia cư tại Nga nổi tiếng nhờ video clip chia sẻ khó khăn. Căn hộ có diện tích siêu nhỏ gây sốt tại Hồng Kông.